bạn đọc yêu mến sách Đông y Đông dược hẳn không còn xa lạ với hai tựa sách quý của bác sĩ Đỗ Hữu Định, người có hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và trị liệu Đông y. Cuốn Đông y Đông dược chữa bệnh phòng bệnh tâm tỳ phế thận can và cuốn Từ ngoại cảm tới nội thương và kinh nghiệm chữa trị bằng Đông y Đông dược, xuất bản năm 2014. Đến nay, dù đã 88 tuổi, ông vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, đúc rút và biên soạn cuốn sách Từ chứng tới bệnh và kê toa chữa bệnh phòng bệnh bằng Đông y Đông dược Việt Nam, là cuốn sách mà Tinh Hoa Xanh giới thiệu đến các bạn hôm nay. Quyển sách gồm hai phần chính. Phần thứ nhất, trình bày 302 chứng, bệnh thuộc 8 chương Đông y, từ chứng tới bệnh, bệnh thời tiết, tạp bệnh, tức bệnh thường gặp, tạp bệnh nhi khoa, ngoại khoa bệnh chứng, ngoại chứng thương khoa, bệnh chứng khoa tai mũi họng, nhãn khoa bệnh chứng. Mỗi chứng bệnh đều được ghi rõ chính xác các triệu chứng lâm sàng, bệnh chứng, bệnh danh và kê toa thuốc chữa bệnh. Phần thứ hai chia ra hai mục: phương dược học và phương tễ học. Phương dược học có 98 tiết, định nghĩa và tuyên thích các danh từ phương dược cổ truyền, bào chế và chế tác dược liệu cổ truyền xưa và nay, từ mộc mạc tới hiện đại. Phương tễ học có 20 mục với 202 toa thuốc cổ truyền hiện đại, được chọn lọc từ những toa thuốc hay nhất, có đầy đủ công thức, dụng pháp, công dụng, thích ứng chứng và phương giải. Một trong những niềm độc đáo của cuốn sách này là phần giải nghĩa bài thuốc. Tác giả đã phân tích rất kỹ ý nghĩa, kích thước lập phương, vai trò của từng vị thuốc cấu tạo nên phương. Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm cá nhân cũng như học hỏi từ các vị tiền bối, danh y nhiều đời, tác giả hướng dẫn cách gia giảm bài thuốc sao cho hài hòa, phát huy tác dụng tối đa trong điều trị bệnh với các thể bệnh và các bệnh nhân khác nhau. Tác giả biên soạn quyển sách theo phương châm kế thừa thông minh, lấy y phương, cổ phương làm gốc, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân qua nhiều năm ứng dụng lâm sàng. Trị bệnh có kết quả và an toàn về độc tính, cũng như không có phản ứng phụ mới đưa vào quyển sách này. Chuẩn hóa các triệu chứng lâm sàng của chứng và bệnh, cũng như phương thức điều trị và các toa thuốc có kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ các bậc y gia, làm cho giá trị quyển sách được gia tăng thật sự. Nó giúp cho các nhà điều trị học và nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển thêm. Quyển sách giống như cẩm nang đông y học, sổ tay thực dụng đông y đông dược học thuật, giúp tham khảo nhanh chóng, chính xác tại bàn làm việc của các bậc y gia và các bạn bè đồng chí thích nghiên cứu học tập y học cổ truyền Việt Nam. Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu quyển sách quý đến bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị liên hệ đến chúng tôi bằng một trong các cách sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.